Kính chào quý khán giả đang đón xem chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Lào Cai do Đài Phát thanh Truyền hình và Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai phối hợp sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2015-2020 của ngành Giáo dục Đào tạo Lào Cai, huyện Bảo Thắng là một trong những địa phương đã và đang trên lộ trình thực hiện tốt đề án này với việc giảm 7 trường, 67 lớp, xóa 16 điểm trường lẻ và đến thời điểm này cấp trung học cơ sở đã không còn điểm trường lẻ. Để thấy rõ hơn những hiệu quả trong việc thực hiện đề án, mời quý vị và các bạn tới thăm trường tiểu học số 1 xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng sau khi thực hiện đề án sáp nhập mạng lưới trường lớp. Hầu như tuần nào cũng vậy, cứ chiều thứ Sáu, cô giáo Phạm Thị Thanh Cẩm, giáo viên chủ nhiệm lớp 2B trường tiểu học số 1 Gia Phú, huyện Bảo Thắng lại đưa học sinh từ trường về nhà, rồi chiều chủ nhật lại đón các em từ bản Cam xuống trường. Không chỉ cô Cẩm, mà hình ảnh những thầy cô giáo không quản mưa nắng đưa đón học sinh mỗi tuần đã trở nên quen thuộc tại ngôi trường này. Bản Cam là thôn có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn và là điểm trường xa nhất của trường tiểu học số 1 Gia Phú. Từ khi trường thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2015-2020, năm học 2018-2019, tất cả học sinh tại điểm trường Bản Cam đã được di chuyển xuống học tại trường chính, xóa hoàn toàn điểm trường này trong danh sách điểm trường lẻ. Sáp nhập điểm trường lẻ tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thay đổi nhận thức của học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học tại trường. Mới đầu những ví dụ như là những các em học sinh lớp 1 này thì là các em ở nhà với gia đình thì các em cái việc là chăm sóc vệ sinh cá nhân là các em là thường là dưới bố mẹ vẫn còn phải giúp. Thế nhưng mà khi về với lại cái về ở bán trú các em được ở với lại các bạn dưới cái sự chăm sóc hướng dẫn của các thầy cô giáo phụ trách bán trú, các thầy cô giáo chủ nhiệm và các bạn cùng phòng thì các em đã biết tự chăm sóc bản thân mình, ví dụ như là vệ sinh cá nhân ấy, và các em rất là trong giao tiếp thì các em cũng rất là mạnh dạn đấy, các em tự tin hơn. Đối với 42 trên 151 học sinh của trường tiểu học số 1 Gia Phú, phòng ở bán trú trở thành ngôi nhà chung, thầy cô giáo trở thành người cha người mẹ thứ hai. Hàng ngày thầy cô không chỉ dạy các em kiến thức mà còn lo cho các em bữa ăn, giấc ngủ. Hình ảnh thầy cô giáo hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân, gấp gọn đồ đạc đã không còn xa lạ tại khu bán trú của nhà trường. Đa phần học sinh ở bán trú đều là con em hộ nghèo, gia đình thuộc thôn vùng 3. Di chuyển học sinh từ điểm trường lẻ về ở bán trú để học sinh được sống trong điều kiện tốt nhất, thầy cô giáo tại trường đã khắc phục mọi khó khăn, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các em. Hiện trường có 4 phòng bán trú với đầy đủ các công trình phụ, nhà ăn, sân cho học sinh vui chơi sau giờ học. Được về điểm trường chính, các em có điều kiện tiếp xúc với bạn bè, bạo dạn hơn trong giao tiếp. Nhiều học sinh học lớp 1, lớp 2 còn rất nhỏ, lần đầu tiên xa nhà, thậm chí có những trường hợp đặc biệt là học sinh câm, điếc, bẩm sinh, đang học hòa nhập tại trường. Dưới sự chăm sóc, giúp đỡ của thầy cô giáo, đến nay các em đã chủ động được vệ sinh cá nhân, tự giác trong hoạt động hàng ngày. Ở bán trú cháu thấy rất vui, cháu được vui múa cùng các bạn, các thầy cô dạy vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chúng cháu biết làm mọi thứ, cháu thấy rất là vui. Trường tiểu học số 1 Gia Phú trước năm 2018 có 3 điểm trường lẻ và 1 trường chính. Thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2015-2020, nhà trường đã tiến hành đưa học sinh lớp 4, 5 ở các điểm trường lẻ về trường chính. Đặc biệt năm học 2018-2019, trường đã đưa cả học sinh khối lớp 1, 2, 3 tại điểm trường Bản Cam ra trường trung tâm, xóa hoàn toàn điểm trường lẻ này trong danh sách. Đối với những học sinh từ điểm trường lẻ xuống trường chính, ban đầu các em còn bỡ ngỡ do môi trường học tập có nhiều sự khác biệt. Để thu hút học sinh, trường chú trọng vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp, liên tục đổi mới hình thức và nội dung phong phú, thiết thực phù hợp với lứa tuổi. Ngoài ra, trường còn tổ chức nhiều các hoạt động văn hóa văn nghệ để các em tham gia. Một môi trường học tập với điều kiện tốt đã không ngừng thu hút học sinh. Tỷ lệ chuyên cần luôn đạt ở mức 98-99%. Trong năm học 2018-2019,
Tất cả học sinh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Có 28 học sinh đạt thành tích xuất sắc. Nhiều học sinh đạt thành tích nổi bật về năng lực, phẩm chất. Khi mà xuống trường chính, em cảm thấy rất vui và có thêm nhiều bạn mới. Trong học tập, thầy giáo giúp chúng em rất tận tình. Chúng em được tham gia những hoạt động rất vui và bổ ích. Trong thời gian đầu với các em xuống dưới trung tâm này, mà năm vừa rồi là xóa đường trường bản cam, nên việc đi lại của em thứ nhất là rất khó khăn, thứ hai là các em còn nhỏ. Khi xuống dưới này thì các em chưa hòa đồng được với các bạn cùng trang lứa mà cùng lớp với lớp mình. Chính vì thế mà là người giáo viên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó là được sự quan tâm của Đảng ủy ban nhân dân xã Gia Phú và được chi bộ đại trường cùng với các ban ngành nông thôn đã cùng kết hợp để tạo mọi điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho các em về học tập và nơi ở. Về vấn đề học tập ấy, thì các em mới xuống thì cái tiếng dân tộc của các em vẫn còn thỉnh thoảng vẫn còn đá lẫn với tiếng phổ thông của mình, nên trong lúc học thì bản thân là giáo viên thì chúng tôi xếp đặt một em học có học được tốt sẽ kèm cặp các em học ở trên bảng cam xuống, và trong những hoạt động khác thì tăng cường tiếng Việt cho các em nói và viết. Trước khi thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2015-2020, trường tiểu học số 1 Gia Phú có 13 lớp học, hiện còn 8 lớp. Số lượng giáo viên cũng giảm, từ 24 xuống còn 20 giáo viên. Công tác quản lý cũng hệ thống hơn, bài bản hơn, đội ngũ giáo viên, nhân viên tránh được tình trạng quy mô trường nhỏ lẻ, giáo viên phải dạy chéo, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Hiện trường tiểu học số 1 Gia Phú còn 2 điểm trường lẻ. Theo kế hoạch trong giai đoạn 2016-2020, trường sẽ sáp nhập thêm trường tiểu học số 5 Gia Phú. Tuy nhiên, hiện còn gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng diện tích quỹ đất của trường để sáp nhập hai trường làm một. Thực hiện cái đề án sáp nhập trường lớp ấy thì mình có rất nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là được sự chỉ đạo sâu sát từ các cấp lãnh đạo. Thứ hai là sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Thứ ba là được sự đồng thuận của các thầy cô giáo trong nhà trường. Đấy là những cái thuận lợi. Thế còn cái khó khăn để thực hiện cái đề án sáp nhập trường lớp giữa trường tiểu học số 1 Gia Phú với trường tiểu học số 5 Gia Phú ấy, thì mình khó khăn về thực hiện cái quỹ đất. Hiện nay là nhà trường đang thiếu khoảng 3.000 mét đất để xây dựng phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, nhà ăn và phòng công vụ. Đấy là về cái khó khăn. Trường mình sẽ tiếp tục đề nghị với lại các cấp có thẩm quyền mở rộng diện tích đất. Thế và với lại địa điểm của trường học số 1 Gia Phú thì tiếp tục tuyên truyền tới phụ huynh để được sự đồng thuận của phụ huynh để đưa học sinh lớp 4 năm của trường tiểu học số 5 Gia Phú xuống ở bán trú và học tại trường tiểu học số 1 Gia Phú. Việc sáp nhập điểm trường lẻ và trường có số lượng ít học sinh nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, góp phần đổi mới công tác hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo môi trường học tập an toàn, thân thiện, hiệu quả cho học sinh. Vượt qua những khó khăn ban đầu, trường tiểu học số 1 Gia Phú đã dần ổn định công tác dạy và học, đi vào nền nếp. Những khó khăn chưa được tháo gỡ, nhà trường sẽ tiếp tục cùng với các ngành, các cấp dần khắc phục và có những định hướng cụ thể để tạo sự đồng thuận, thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục giáo dục đào tạo Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình sau.